Lạy Thiên Chúa, hoan nghênh và chào mừng anh chị em VBC Houston cũng như con cái của Chúa VBC ở khắp nơi. Chúng tôi hoan nghênh và chào mừng anh chị em vào để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Tạ ơn Chúa vì Chúa yêu chúng ta và Ngài có chương trình tốt đẹp cho đời sống của chúng ta. Mặc dù hoàn cảnh xung quanh của chúng ta có như thế nào, chúng ta biết rằng chương trình của Chúa, kế hoạch của Ngài cho đời sống của chúng ta không hề thay đổi. Cảm ơn Chúa. Chúng tôi một lần nữa xin hoan nghênh và chào mừng anh chị em ở trong thời giờ này và cũng khuyến khích anh chị em chào hỏi nhau qua những dòng comment chúng ta thấy được ở trong trang Facebook của chúng ta. Tự giới thiệu mình đến từ đâu, mình theo dõi buổi thờ phượng từ đâu, theo sát với buổi nhóm ở trong ngày hôm nay bằng cách chúng ta có thể amen với những lời của bài hát, amen với những lời giảng, lặp lại những câu mà mình được dạy dỗ. Và trên hết mọi sự, vì hoàn cảnh của chúng ta sinh hoạt, chúng ta ở tại phòng khách hay là nơi mà anh chị em cùng nhóm lại với chúng tôi, bầu không khí có thể không yên lặng như ở tại nhà thờ. Và chúng ta có thể có những chi phối, cho nên chúng tôi khuyến khích anh chị em suốt cả trong giờ thờ phượng thầm nguyện tâm giao với Chúa để giữ tinh thần của mình tập trung và trong sự thờ phượng. Cảm ơn Chúa vì thời giờ quý báu mà Chúa cho chúng ta có được ở trong hoàn cảnh, ở trong phương tiện mà Chúa cho chúng ta có tại đây. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta tràn đầy ơn của Chúa, phước hạnh từ nơi Ngài, để chúng ta làm sáng danh Chúa, ngợi khen Ngài trong sự ngợi khen thờ phượng, cũng như trong lúc chúng ta dâng thời giờ học hỏi lời Chúa ở trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Xin mời anh chị em chúng ta đứng lên tại chỗ của mình và chúng ta chuẩn bị lòng của mình để chúng ta ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Và tôi xin đọc Thi Thiên 65 kêu gọi chúng ta. Lạy Đức Chúa Trời, tại Si-ôn thật đáng ca ngợi Ngài và giữ trọn lời hứa nguyện với Ngài. Lạy Chúa là đấng lắng nghe lời cầu nguyện, mọi loài xác thịt đều sẽ đến với Ngài. Dù sự gian ác áp đảo con, nhưng Chúa tha thứ tội lỗi của chúng con. Phước cho người nào được Chúa chọn và được phép đến ở trong hành lang Ngài. Chúng con sẽ được thỏa nguyện với những điều tốt lành của nhà Chúa là đền thánh của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi chúng con. Chúa đáp lời chúng con bằng những việc công chính đáng sợ. Chúa là niềm hy vọng của những người tận cùng trái đất cũng như những kẻ tận biển xa. Chúa dùng quyền năng mà lập nên núi non, Ngài thắt lưng bằng sức mạnh. Chúa dẹp yên biển cả gầm vang, ba đào gào thét. Ngài cũng dẹp yên sự náo loạn của các dân. Những người ở tận cùng trái đất thấy phép màu của Chúa đều sợ hãi. Chúa khiến buổi hừng đông và buổi hoàng hôn cất tiếng vui mừng. Chúa thăm viếng đất và tưới nó làm cho nó phì nhiêu, khiến dòng suối của Đức Chúa Trời đầy nước. Ngài chuẩn bị đất để cung cấp ngũ cốc cho loài người. Chúa tưới các luống cài, san bằng các mô đất, ban mưa nhuần làm cho mềm đất và ban phước cho hoa lợi. Chúa lấy sự nhân từ làm vương miện, đổi cho năm tháng. Chúa, các bước của Chúa đi qua làm cho đất màu mỡ, khiến đồng cỏ nơi hoang mạc thêm mỡ màng và núi đồi đều sung sướng reo vui. Đồng cỏ đầy bầy chiên, các thung lũng bao phủ bằng ngũ cốc, khắp nơi đều ca hát reo mừng. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên này cho chúng ta thấy thật là cảm ơn Chúa vì ân phúc dư dật của Ngài dành cho hội thánh của Chúa, cho con dân của Ngài và cho vùng đất mà Chúa chọn để ban phước. Bởi vì trong sự hiện diện của Chúa, trong quyền năng của Ngài, Ngài dẹp tan những sự khó khăn, Ngài ban phước cho chúng ta là những người được Chúa chọn. Và câu số 4 cho chúng ta một cái nhắc nhở về phước hạnh của Chúa mà chúng ta có được, đó là phước cho người được Chúa chọn và được phép đến ở trong hành lang của Ngài. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được Chúa cho chúng ta đi vào trong hành lang của Chúa để chúng ta thờ phượng Chúa. Đó là một đặc ân và phước hạnh cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ông nguyện xin Chúa Ngài ban phước và Ngài đi lại giữa chúng ta, Ngài ban phước trên chúng ta. Đất đai xứ sở của chúng ta sẽ được Chúa Ngài ban phước, dù cho ở trong hoang mạc chúng ta thấy bước của Chúa đi qua sẽ làm cho đất được màu mỡ, khiến đồng cỏ nơi hoang mạc thêm mỡ màng và núi đồi đều sung sướng reo mừng.
Vì Chúa đến, Chúa đem sự sống phong phú của Ngài đến với chính Ngài. Cảm ơn Chúa. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Chúa vì buổi sáng tốt lành mà Chúa cho chúng con ở tại đây. Chúng con về đây để ngợi khen thờ phượng Chúa, để chúng con dâng lên Chúa những lời cảm tạ, dâng lên Chúa lòng biết ơn của chúng con ở trước mặt Ngài. Vì Chúa đối đãi với chúng con thật nhân từ, và Chúa Ngài ban phước trên đời sống của chúng con. Chúng con được kể là chúng con được phước vì chúng con được Chúa Ngài cho phép để ở trong hành lang của Ngài. Ngày xưa dân sự không thể nào đi vào ở trong đền thờ để thờ phượng Chúa được, chỉ đứng ở ngoài. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng con được vào trong hành lang của Chúa, rồi chúng con được vào trong nơi chí thánh để thờ phượng Chúa ở trong thời giờ này. Chúng con biết ơn Chúa vì đặc ân đó. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn lắng nghe những tiếng hát ngợi khen nhận nơi chúng con lòng thờ phượng, và ban phước trên thời giờ nhóm lại của chúng con ở trong ngày hôm nay, Chúa giáo, để mỗi đời sống của chúng con, anh chị em chúng con hết thảy đều được phước một cách dư dật. Chúng con cảm ơn Chúa, tại Ngài chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục đứng và chúng ta tôn cao Chúa chúng ta là đấng có quyền để ban phước trên đời sống của chúng ta, đấng vĩ đại, đấng có thừa quyền năng để làm thành những điều mà chúng ta thấy thế giới, loài người, kẻ thù có thể toan làm hại, nhưng Chúa có thể biến nó trở thành ơn của Ngài. Và cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng ta cho chúng ta thấy một sự đắc thắng, phước hạnh ở trong Chúa, vì chúng ta đã được thắng ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Cùng với chúng tôi tôn cao Chúa trong thời gian này. Bye.
serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. There's power in the mighty name of Jesus. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory.
Thật đúng như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ thấy một sự đắc thắng. Vì Chúa của chúng ta, như lời của bài hát, Ngài chỉ biết một điều, đó là sự đắc thắng. Ngài không bao giờ thất bại, cũng không bao giờ chiến bại. Vì Chúa của chúng ta là Chúa toàn năng. Cảm ơn Chúa, luôn cả trong những giây phút dường như Chúa Ngài bó tay khi Chúa Giêsu chịu chết ở tại thập tự giá. Thì chúng ta thấy thế giới loài người cũng như thế giới của ma quỷ đã không ngờ rằng Chúa của chúng ta, Ngài đã có một kế hoạch, Ngài báo trước và Ngài đã thực hiện. Đó là đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại. Cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng ta thật sẽ cho chúng ta sự đắc thắng, vì Chúa Ngài đã giành lại sự đắc thắng cho chúng ta rồi. Cho nên chắc chắn chúng ta sẽ thấy sự đắc thắng ở trong đời sống của chúng ta. Ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta trong thời giờ này bước sang phần dâng hiến. Đây là cơ hội để chúng ta có thể dâng hiến cho công việc nhà Chúa. Cảm ơn anh chị em đã trung tín dâng hiến trong những ngày qua để tiếp tục giữ mục vụ của VBC Houston. Chúng ta tấn tới ở trong ơn của Chúa, trong khải tượng yêu Chúa, yêu người, khám phá mục đích và thay đổi thế giới. Cảm ơn sự dâng hiến rải rộng của các anh chị em, và bởi vì sự góp phần cũng như cộng tác với chúng tôi về tài chính mà công việc của Chúa vẫn tiếp tục được diễn ra. Mặc dù ở trong những ngày mà chúng ta phải cách ly xã hội, mà các lãnh đạo cũng như phục vụ ở trong hội thánh của Chúa vẫn tiếp tục đẩy mạnh công việc của Chúa qua những chương trình như là tại Zoom cũng như những chương trình quân nhi của chúng ta. Và cảm ơn Chúa, chúng ta cũng làm nguồn phước cho những nơi khác, những người khác nữa. Chúng ta ngợi khen Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài dành cho chúng ta ở trong ơn của Chúa. Cho anh chị em có thể dâng hiến qua PushPay. Chúng ta vào ở trong trang web của vbchouston.com và chúng ta bấm vào nút dâng hiến và chúng ta có thể dâng hiến qua cách đó. Và anh chị em cũng có thể vào ở trong VBC Houston app. Đây là một cái nhu liệu, một cái app đã được thiết lập ở trên Facebook, xin lỗi iPhone. Anh chị em có thể vào để tải xuống ở trong điện thoại của mình và cũng có thể sử dụng cái phần chỗ dâng hiến đó để chúng ta cũng có thể dâng hiến online. Và nếu anh chị em tiếp tục muốn giữ tinh thần là dâng hiến bằng tiền mặt thì chúng ta bỏ vào trong phong bì trong thời giờ này, biệt riêng nó ra để chúng ta cầu nguyện dâng hiến số tiền này và chờ ngày chúng ta nhóm lại nhau, anh chị em có thể mang về nhà Chúa và chúng ta có thể để vào ở trong thời giờ dâng hiến. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian này và dâng những tài vật này trước mặt Chúa và chúng ta cầu nguyện. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài vẫn ban cho chúng con. Nhiều lời lầm chứng, nhiều lời khích lệ mà chúng con nghe được rằng ở giữa những sự khó khăn này, Chúa vẫn ban phước trên con cái của Ngài, khiến cho chúng con có những sự tiếp trợ, khiến cho chúng con có những lợi nhuận bất ngờ mà chúng con không thể ngờ được. Thật, chúng con đang sống và tiếp tục sống ở trong một nền kinh tế không phải thuộc về trần gian này, nhưng của vương quốc Đức Chúa Trời. Và vua của chúng con cũng là cha của chúng con. Ngài là đấng chăm sóc, bảo vệ và Ngài chu cấp cho chúng con để nước của Chúa vẫn thể hiện ra sự giàu có, phong phú và sức sống của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì điều đó. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con những số tiền này mà chúng con dâng lên ở trước mặt Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài vui nhận, ban phước trên và tiếp tục sử dụng sai phái những đồng tiền này Chúa giấu để làm thành những công việc mà Chúa Ngài muốn chúng con thực hiện. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn lại trên anh chị em chúng con một cách dư dật luôn để chúng con sẽ luôn thấy sự thành tín của Chúa cũng như chúng con thấy được cánh tay toàn năng của Ngài thi thố công việc của Chúa khi chúng con trao quyền pháp lý cho Chúa, khi chúng con đặt Chúa đứng hàng đầu trong đời sống tài chánh của chúng con. Như ước ao của chúng con tại VBC Houston today, chúng con dâng lên cho Chúa những thời giờ đầu tiên của ngày của chúng con. Chúng con dâng lên cho Chúa ngày đầu tiên của tuần lễ của chúng con ở trong sự thờ phượng Ngài. Chúng con dâng lên Chúa phần đầu tiên của một phần mười mà Chúa Ngài đã ban phước trên đời sống của chúng con. Nguyện xin Chúa Ngài nhận nơi chúng con tấm lòng đặt Chúa đứng hàng đầu
và Chúa ngài ban phước lại trên anh chị em chúng con, trên VBC Houston một cách dư dật luôn. Chúng con cảm ơn Chúa. Tạ ơn Chúa trước về những điều mà chúng con sẽ nhận được như lời của Chúa hứa với chúng con. Xin ngài ban phước và mở các cửa sổ thiên đàng, đổ phước xuống trên chúng con một cách không thể chỗ chứa được. Chúng con ngợi khen ngài. Tạ ơn Chúa mà chúng con được đặc ân để dự phần vào công việc của Chúa. Đặc ân để chúng con trả món nợ yêu thương mà những người đi trước, các thế hệ trước đã hy sinh, dâng hiến, chẳng những tiền bạc mà còn thì giờ, đời sống, mạng sống của họ nữa, để tin lành được đến với chúng con. Thì chúng con tạ ơn ngài. Và giờ đây đến phiên của chúng con, xin Chúa ngài tiếp tục ban phước để chúng con sẽ tiếp nối công việc và tin lành của Chúa vẫn tiếp tục được rao giảng ra một cách mạnh mẽ, một cách lan rộng trong ơn của ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, ngợi khen ngài và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa vì thời giờ mà chúng ta có được ở trong sự dâng hiến. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng tôi có một vài thông báo xin gửi đến với anh chị em. Hội thánh của chúng ta đã phải cách ly với nhau trong 7 tuần lễ. Đây là một cái thời gian mà chúng ta thấy đối với chúng tôi thì rất là dài. Và chúng tôi rất là nhớ thương anh chị em. Và mỗi lần tôi đứng ở tại bục giảng ở tại đây, ở trong ngày Chủ nhật, lễ tiếng Anh, tiếng Việt, cũng như tối thứ ba trong buổi cầu nguyện của chúng ta, hay là giờ học Kinh Thánh tối thứ tư chúng ta, chúng tôi luôn hình dung và thấy những gương mặt, thấy anh chị em ở trong các hàng ghế của nhà thờ. Và chúng tôi rất mong muốn một ngày rất là gần đây, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ được đến nhà Chúa, về nhà Chúa để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa và thông công ở trong ơn của Chúa. Mặc dù 6 tuần lễ trôi qua, và cảm ơn Chúa đa phần sinh hoạt của chúng ta không bị gián đoạn, vì Chúa cho chúng ta có được cái công nghệ kỹ thuật mà chúng ta đang hưởng ở tại đây, ở trong ngay trong thời giờ này, đó là qua mạng xã hội, qua Facebook Live, chúng ta có thể trực tiếp truyền hình livestream cái sinh hoạt của chúng ta cũng như buổi thờ phượng của chúng ta. Và anh chị em được phước của Chúa, chúng tôi thấy có những con cái của Chúa từ Việt Nam, có những con cái của Chúa từ California, có những con cái Chúa từ các thành phố và tiểu bang khác cũng vào để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi trong thời gian này. Thật là phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta sẽ lại gặp nhau ở trong ơn của Chúa trong một ngày rất là gần. Như chúng ta biết, thống đốc của tiểu bang Texas của chúng ta, Albert, đã thông báo hôm thứ Hai vừa qua, đó là sẽ mở sinh hoạt của tiểu bang này theo 3 cái giai đoạn. Và Hội Thánh của Chúa chúng ta cũng sẽ mở lại sinh hoạt của chúng ta theo các giai đoạn trong mức độ an toàn mà chúng ta thấy thống đốc của tiểu bang đã đưa ra chỉ đạo. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì được dự phần vào trong số của các mục sư cố vấn cho thống đốc của tiểu bang của chúng ta trong việc chúng ta nhóm lại và chúng ta sẽ nhóm lại như thế nào trong sự an toàn. Cho nên chúng tôi muốn thông báo với anh chị em một cái tin để chúng ta chuẩn bị. Đó là đến giờ phút này thì chúng ta, ban lãnh đạo của Hội Thánh, chúng ta đang chuẩn bị từ cơ sở cho đến mọi công việc để chúng ta có thể nhóm lại vào trong ngày 17 tháng 5. 17 tháng 5 sẽ là ngày đầu tiên mà chúng ta sẽ nhóm nhau lại. Và chúng ta sẽ cẩn thận theo những cái chỉ đạo của thống đốc của tiểu bang để giữ sự an toàn. Vì ông quan ngại cũng như phó thống đốc cũng quan ngại là chúng ta biết báo chí và những người chống Chúa đó, họ đang nhìn Hội Thánh và họ sẽ tìm đủ mọi cớ để chỉ trích cũng như phê bình nếu có những sự việc không tốt xảy ra. Cho nên chúng ta giữ an toàn bằng cách một số những điều mà chúng tôi thông báo trước để anh chị em biết và chuẩn bị hầu cho ngày của chúng ta nhóm nhau lại thì chúng ta vẫn sinh hoạt ở trong sự an toàn. Thứ nhất, đó là chúng tôi khuyến khích tất cả những người đến tham dự nhóm, chúng ta có
các em nhỏ từ 10 tuổi trở xuống và những người từ 70 tuổi trở lên, thì nhất là những người mà hệ miễn nhiễm bị yếu vì có những cái yếu mòn ở trong thân thể của mình, thì ở nhà và sẽ tiếp tục thờ phượng Chúa qua online với chúng tôi. Và chúng tôi kêu gọi anh chị em khi về nhóm lại ở trong ngày 17 tháng 5, thì chúng ta chuẩn bị để chúng ta có thể đeo khẩu trang, hoặc là chúng ta đeo khẩu trang bằng vải, hoặc là chúng ta đeo khẩu trang chuyên môn đặc biệt mà chúng ta có thể chuẩn bị được. Và chúng tôi cũng có được một số những cái khẩu trang do một nhóm con cái của Chúa muốn dâng hiến cho các hội thánh, và chúng tôi mang về đây cũng để chuẩn bị. Nhưng mà anh chị em chuẩn bị trước để khi chúng ta về đây, tất cả chúng ta đều có khẩu trang để chúng ta đeo. Một thông báo khác để nhắc anh chị em để chúng ta chuẩn bị, đó là hội trường của chúng ta sẽ vẫn phải đóng, lý do là bởi vì chúng ta không có buổi ăn trưa cũng như buổi ăn sáng, mà chúng ta dành cái thời giờ để cũng như là tập trung vào để có thể kiểm soát được hội chúng tôi có thể làm vệ sinh cũng như là lau chùi những cái khung viên, những cái chỗ mà chúng ta sinh hoạt để cho được an toàn. Cho nên chúng ta sẽ giữ CLC của chúng ta vẫn tiếp tục đóng. Và điều cuối đó là VBC Kids sẽ không có nhóm lại online trong giai đoạn 1 này, mà chúng ta vẫn cho các em nhóm lại qua online. Chúng tôi khuyến khích các gia đình chuẩn bị trước những điều này, lo cho người lớn tuổi ở trong nhà của mình nếu họ không thể đến được để nhóm lại chúng ta tổ chức, để chúng ta có thể cho các cụ ở nhà để có thể theo dõi buổi nhóm của chúng ta. Con em của chúng ta chuẩn bị để các em có thể sinh hoạt với chúng ta và tiếp tục sinh hoạt với chúng ta qua online. Mà trong thời giờ này chúng ta cũng có thể thấy được cái dòng nối để chúng ta có thể cho các em có thể vào để cùng sinh hoạt với chúng ta. Đó là những thông báo cần thiết để chúng ta chuẩn bị. Vì chúng ta muốn cái sự trở lại sinh hoạt của chúng ta an toàn. Và nó rất là quan trọng. Cái giai đoạn 2 và giai đoạn 3 nó tùy thuộc vào trong cái giai đoạn 1 này. Nếu chúng ta làm tốt và mọi việc đều tốt, thì chúng ta thấy rằng sẽ sớm đi qua giai đoạn 2, giai đoạn 3 và trở lại sinh hoạt một cách bình thường như chúng ta thấy đã diễn ra ở một số nơi. Xin Chúa Ngài ban phước trên anh chị em. Nếu anh chị em ở trong đội tuyển của Hội Thánh muốn biết thêm những chi tiết để chúng ta có thể góp phần và chuẩn bị, và trong ngày 17 tháng 5 để chúng ta nhóm nhau lại, xin anh chị em vào cùng họp với chúng tôi ở trong Dream Team Zoom Meeting vào trong buổi trưa hôm nay vào lúc 2 giờ trưa sau buổi nhóm của chúng ta, để chúng ta có thể nghe thêm những tin tức. Xin nhắn tin trực tiếp với chúng tôi cũng như là cho chúng tôi biết, để sẽ gửi đến cho anh chị em cái ID của meeting của chúng ta, cũng như là sẽ giúp cho chúng ta có được cái password và chúng ta có thể vào để chúng ta họp ở trong buổi trưa hôm nay. Về vấn đề cơ sở của chúng ta thì chúng ta vẫn giữ khoảng cách như chỉ đạo của chính phủ, của tiểu bang. Đó là chúng ta vẫn giữ cái khoảng cách khi chúng ta nhóm nhau lại, đó là 6 feet hay là 1m8, 2m. Thì anh em đã lấy đi ở giữa hai hàng ghế một hàng để chúng ta có một cái khoảng cách, và khi anh chị em về để nhóm lại thì sẽ có người hướng dẫn để anh chị em có thể ngồi chung với gia đình của mình, và khi chúng ta ra về thì cũng sẽ ra khỏi nhà thờ với gia đình của mình, và theo thứ tự đó mà chúng ta sinh hoạt. Vì chúng ta muốn tất cả mọi việc chúng ta làm đúng theo như chỉ đạo, hầu cho không ai có thể làm khó chúng ta. Vậy xin Chúa Ngài ban phước cho anh chị em. Một thông báo khác rất là quan trọng, đó là tuần tới
là ngày của hiền mẫu, ngày của Mother Day, thì chúng ta vẫn có cái sinh hoạt ở trên mạng để chúng ta vui ở trong ngày của mẹ. Thì buổi nhóm của chúng ta vẫn là 9 giờ sáng và 11 giờ sáng. Nhưng mà chúng tôi có một điều kêu gọi anh chị em hiệp tác với chúng tôi để tạo cái ngày đặc biệt này trở nên rất là đặc biệt. Đó là anh chị em có thể gửi đến với chúng tôi, thực hiện và gửi đến cho chúng tôi một cái đoạn video ngắn nói chúc mừng mẹ trong ngày mẹ, Happy Mother Day. Và những cái clip đó sẽ được nối kết lại và sẽ được chiếu ở trong buổi lễ, ở trong tuần tới. Anh chị em có thể tham dự và làm cái clip này cho chính mình, là những người mẹ hay là những người con trong gia đình, những người chồng hay là anh chị em, ông bà cũng có thể làm cái đoạn video này để chúc mừng những người mẹ ở trong hội thánh của Chúa. Nhưng mà chúng tôi khuyến khích anh chị em sử dụng cái cơ hội này, và sẽ có một cái phần thưởng, đó là chúng ta sẽ rút thăm. Những người nào gửi cái video vào sẽ được rút thăm, và chúng ta có thể trúng một cái phần quà gì đó để khích lệ chúng ta ở trong công việc này. Anh chị em có thể góp phần vào trong cái phần làm cái video này, và hạn chót là ngày hôm nay, để chúng tôi có thể ghi nhận và ráp nối những đoạn video đó. Cách mà anh chị em có thể thu cái đoạn video của mình, đó là để cái camera của mình lên, cái phone của mình lên, và chúng ta sẽ chọn cái landscape orientation, tức là cái chiều ngang đó, để chúng ta có thể thâu được theo như cái format đó, cho bằng kỹ thuật có thể cắt và ráp nó một cách dễ dàng. Và chúng ta nhớ khi chúng ta bật hình lên, chúng ta đếm thầm 5 giây trước khi chúng ta bắt đầu nói, và chúng ta để 5 giây sau khi chúng ta chấm dứt, trước khi chúng ta tắt máy. Như vậy sẽ giúp cho bằng kỹ thuật có đủ cái thời gian để có thể cắt mà hình nó có thể được liền lạc. Đó là những điều chúng tôi thông báo cho anh chị em. Và một cái thông báo cuối cùng, đó là xin chúng ta cũng vẫn giữ truyền thống mà VBC Houston đã khích lệ anh chị em thành lập. Đó là chúng ta vẫn nấu buổi ăn sáng để đãi mẹ ở trong cuộc đời của chúng ta. Những người chồng cũng có thể giúp cho con để có thể làm một buổi ăn sáng cho vợ. Trong gia đình của cá nhân tôi, thì chúng tôi có một truyền thống này từ lúc chúng tôi lập gia đình và khi các cháu còn nhỏ. Đó là chúng tôi làm một buổi ăn sáng, mang tận vào trong phòng ngủ để mời nhà tôi. Thì các cháu đã lớn lên và vẫn giữ cái truyền thống đó. Và chúng ta sẽ có một cái buổi sinh hoạt gọi là Muffin with Mom, nhưng mà ở tại nhà. Là chúng ta làm một buổi ăn sáng, và quý bà thì cũng có thể mặc cái chiếc áo đẹp nhất mà mình có thể có. Bà cũng có thể đội nón fancy hat mà chúng ta đã sắm ở trong những năm qua. Thì chúng ta tạo một bầu không khí tại gia đình để có thể vui trong ngày của mẹ. Đây là một cái truyền thống rất là tốt, mà chúng tôi tin rằng anh chị em sẽ nhìn lại và thấy đây là một cái phước hạnh mà chúng ta tạo ở trong gia đình của mình, truyền thống này. Và nó sẽ kéo dài ở trong những ngày sắp đến, ở trong ơn của Chúa. Nên chúng tôi xin nhắc nhở anh chị em cứ tiếp tục giữ truyền thống này, bởi vì hơn bao giờ hết, chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy công ơn của mẹ trong đời sống của chúng ta thật là lớn lao vô cùng. Nguyện xin Chúa ban phước trên anh chị em để chúng ta sẽ chuẩn bị cũng như là có một sinh hoạt thật là phước hạnh ở trong tuần tới, và chuẩn bị cho ngày chúng ta sẽ nhóm nhau lại ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được sinh hoạt ở trong ơn của Chúa như thế này. Buổi sáng hôm nay, chúng tôi xin mời anh chị em chúng ta tiếp tục loạt bài làm thế nào để được vui mừng và phước hạnh thật. Và chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về
cái phước mà Chúa Ngài nói đến. Cái phước thứ tư ở tại đây, đó là phước cho những người đói khát. Anh chị em chúng tôi mong đợi cái thời giờ này là rất vui để cùng học lời Chúa với anh chị em. Như tôi nói khi nãy, mỗi lần đứng ở tại bục giảng tại đây, thì nhìn xuống các hàng ghế chúng tôi có thể thấy gương mặt của anh chị em là những người ngồi ở ghế nào và ở cái vùng nào của buổi thờ phượng của chúng ta. Và chúng tôi rất là mong đợi sẽ gặp gỡ anh chị em ở trong ngày mà chúng ta sẽ nhóm nhau lại để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa, nghe những tiếng hát, giọng hát của nhau trong lúc chúng ta cất tiếng hát ngợi khen Chúa, cũng như gặp gỡ các anh chị em trong các buổi cầu nguyện để chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục trong chức vụ của người cầu thai mà Chúa Ngài đã giao cho chúng ta, cũng như các buổi học kinh thánh của chúng ta. Chúng ta chuẩn bị cho ngày chúng ta trở lại sinh hoạt ở trong cái bình thường mới mà chúng ta thấy chúng ta sẽ phải áp dụng ở trong những ngày sắp đến. Nhưng anh chị em, chúng ta trong những ngày này tiếp tục chuẩn bị để chúng ta đầy ơn Chúa, hầu cho khi cửa mở ra trở lại, khi chúng ta lại được tiếp xúc với những người lân cận của chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng để chia sẻ tin lành của Chúa, chúng ta sẵn sàng để phục vụ và cầu nguyện những người đau ốm, chúng ta sẵn sàng để đem sứ điệp hy vọng ở trong Đức Chúa Giêsu Christ đến cho những người chung quanh của chúng ta. Vì không ít thì nhiều, chúng ta có thể quan sát và thấy được, như tôi nói với các anh em trong ban lãnh đạo, nếu tình trạng cô lập và giữ khoảng cách xã hội như chúng ta đang đối diện mà nó kéo dài thêm một tháng nữa, chắc nhiều người sẽ bị sụp tinh thần. Vì người ta bắt đầu bị rối loạn, bởi vì Chúa Ngài dựng nên con người chúng ta có một cái nhu cầu rất là lớn, đó là cái sự thông công tương giao. Nếu chúng ta cứ bị cô lập thì rất là dễ để bị chìm vào trong cái chỗ đi đến tuyệt vọng. Mà chúng ta là những người con cái của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có những ngày phước hạnh bên gia đình của mình, cũng như vẫn tiếp tục được thông công với Chúa và với nhau trong những thời giờ như thế này, thì chúng ta được phước của Chúa hơn rất là nhiều người. Lại hơn nữa, chúng ta có ơn của Chúa để Ngài ban cho, và cái sứ điệp tràn trề hy vọng của chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta có thể san sẻ ra cho những người xung quanh của chúng ta. Cho nên trong những ngày này, chúng ta tiếp tục chuẩn bị để chúng ta thật sự là những người được phước của Chúa và sẵn sàng để làm nguồn phước cho muôn người ở trong ơn của Chúa là như vậy. Chúng ta đã học về các phước lành, với ba phước lành đầu tiên, đó là phước cho những kẻ nghèo khó ở trong tâm linh, phước cho những kẻ than khóc, và phước cho những kẻ nhu mì mà chúng ta đã học ở trong tuần trước. Nhu mì không phải là yếu mềm, không phải là nhu nhược, nhưng mà nhu mì ở trong một cái sức mạnh được điều khiển, được đặt ở dưới sự điều khiển và sử dụng cho một mục đích đã định. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta học theo giống như thầy của chúng ta, cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu, là đấng nhu mì hơn hết trong thiên hạ. Và theo gương của lãnh đạo Môi-se là người được kể là người nhu mì trong tất cả mọi người ở trên thế gian này. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có Chúa trong đời sống, có Thánh Linh của Chúa kiểm soát đời sống của chúng ta, và chúng ta là những con người nhu mì vì chúng ta được phước của Chúa, và Chúa Ngài muốn sử dụng đời sống của chúng ta để đem sức mạnh của chúng ta để bảo vệ, để đem lại phước hạnh thay vì quỷ phá hay là sử dụng cho những công việc sai. Nhưng sáng hôm nay chúng ta sẽ học phước lành thứ tư, đó là phước cho những người đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ. Đối với các anh chị em có thể tham dự với chúng tôi trong ngày hôm nay là ngày đầu tiên để nghe sứ điệp này, thì đây là phần kinh thánh nằm ở trong phần đầu của bài giảng được gọi là bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu, được chép ở trong phúc âm Matthew chương 5, và từ câu 1 cho đến câu số 12. Tôi mời anh chị em nghe lại phần kinh thánh này, rồi chúng ta sẽ tập trung vào ở trong cái phước lành thứ tư ở trong ngày hôm nay. Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Giêsu đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. Ngài mở lời truyền dạy rằng:
phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho người chịu bắt bớ vì sự công bình, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho các con khi vì ta mà các con bị người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Cảm ơn Chúa vì phần Kinh Thánh tuyệt vời này mà Chúa Giê-xu đã công bố trên đoàn dân đông ở trong ngày hôm đó. Ngài định nghĩa trở lại, Ngài làm xáo trộn và lật ngược vấn đề cho nó đúng trở lại định nghĩa của những người được phước là như thế nào. Và chúng ta thấy nó dường như là khác hẳn với lại cái định nghĩa của đời này. Thí dụ, ở trong cái phước lành đầu tiên mà chúng ta thấy phước cho những người nghèo khó tâm linh vì vương quốc của Đức Chúa Trời thuộc về họ. Nghèo mà được phước. Tại vì khi chúng ta biết mình cùng khổ, biết mình không có được một cái điều gì từ nơi Chúa nếu chúng ta không thấy mình nghèo khó bên ngoài Chúa. Để rồi khi chúng ta nhận biết mình nghèo khó như vậy, chúng ta có thể đến với Chúa, thì Chúa Ngài sẽ đông đầy đời sống của chúng ta với phước hạnh của Chúa. Cho nên nghèo mà lại phước, đó là điều mà chúng ta thấy dường như là nghịch lý. Rồi chúng ta thấy cái phước lành thứ hai, đó là người than khóc. Phước cho người than khóc. Chúng ta thấy người ta khổ, người ta buồn, người ta khóc. Nhưng mà Chúa Ngài bảo tới đây, đó là phước cho người than khóc. Khi chúng ta than khóc cho cái lạc mất của mình, than khóc cho tội lỗi mà mình đã phạm, than khóc cho sự lạc mất của những người thân thương của chúng ta, của những người lạc mất ở trong thế giới này, thì khi chúng ta than khóc cho họ, chúng ta cầu nguyện cho họ, hay là xin sự tha thứ của Chúa cho những cái tội lỗi mà mình vấp phạm, thì Chúa bảo đó là phước cho người than khóc. Rồi phước thứ ba mà chúng ta thấy là nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Chúng ta thấy đáng lý ra phải là hùng mạnh, phải là cường bạo thì mới có thể chiếm được xứ, chiếm được đất. Nhưng mà Chúa bảo ở tại đây là phước cho người nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Và hôm nay chúng ta sẽ xem một điều nữa, đó là phước cho những người đói khát sự công chính, đói mà được no đủ. Thật là tuyệt vời để chúng ta có thể cùng suy nghĩ ở trong buổi sáng hôm nay. Thứ nhất chúng ta cùng suy nghĩ, đó là tất cả chúng ta đều khao khát một điều gì đó. Chúng ta đói khát một điều gì đó. Câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho anh chị em trong thời giờ này là bạn đang thèm khát những điều của thế gian, hay là bạn đang khao khát sự công bình mà Chúa Giê-xu nói đến ở trong câu này? Bởi vì ai trong chúng ta cũng có cái khao khát đó. Các chuyên gia về dinh dưỡng nói với chúng ta rằng chúng ta là những gì chúng ta ăn. Và chúng ta không biết anh chị em như thế nào, không biết anh chị em hiểu nó theo nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Nhưng mà theo nghĩa đen thì nó có thể có nghĩa là nếu bạn ăn một con cá thì bạn là một con cá. Đó là theo nghĩa đen. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy một hình ảnh khác, nếu bạn ăn một miếng bít tết thì bạn là một miếng bít tết. Đó là cái nghĩa đen. Nhưng nói một cách khoa học, nói về mặt y tế, thì bạn là chính những gì bạn ăn. Nếu chúng ta ăn những cái thứ mà nó béo và mỡ màng thì không bao lâu thân thể của chúng ta sẽ bị thặng dư mỡ nhiều ở trong máu, vân vân. Chúng ta cần để ý đến điều đó. Đối với những gì chúng ta ăn và những gì chúng ta đưa vào cơ thể và tiêu hóa, nó trở thành một phần của chúng ta. Một ở trong những minh họa tốt nhất, đó là nước lã. Chúng ta uống nước nhiều
vì nhiều lý do. Nhưng cơ thể của chúng ta thì được tạo thành từ phần lớn là nước. Máu của chúng ta cũng bao gồm nước. Vì vậy, khi chúng ta uống nước, thì nước nó trở thành một phần của chúng ta. Và chúng ta trở thành một phần ở trong nước đó, vì cơ thể của chúng ta đa phần là được tạo nên bởi nước. Chúng ta thật là những gì chúng ta ăn, chúng ta tiêu thụ. Nhưng mà thật đáng buồn vì có nhiều người đã không nhìn thấy được ở trong bệnh viện thuộc linh về những điều này. Họ đã không nhìn thấy cái trong phần thuộc linh và phần tâm linh. Họ đã không thấy rằng trong thế giới của chúng ta, dù được cứu hay chưa được cứu, nếu chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng chính mình bằng bạo lực, kích động, những điều khiêu dâm và tất cả những thứ mà thế gian đầy dẫy và cung cấp, hay là chủ nghĩa vật chất và tiền bạc, thì cuối cùng những thứ đó mà chúng ta tiêu thụ đó, nó sẽ nhân cách hóa chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những thứ đó. Và đây là điều mà chúng ta cần được nhắc nhở. Cho nên chúng ta cần đặt cái câu hỏi trở lại. Đó là chúng ta có hiểu cái nguyên tắc là chúng ta trở thành những gì chúng ta ăn, chúng ta tiêu thụ không? Một triết gia một lần kia đã nói, như bạn suy nghĩ thì bạn là. Khi chúng ta suy nghĩ về điều gì, chúng ta tư tưởng điều gì thì chúng ta trở nên giống như vậy. Chưa sâu dài, do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra, do chúng ta có những ý tưởng gian ác ở trong lòng của chúng ta mà miệng của chúng ta nó thể hiện ra và tai của chúng ta hành động. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta để ý đến những gì chúng ta tiêu thụ, những gì chúng ta ăn. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy được, Đức Chúa Giêsu Ngài phán điều này thật là chính xác và chí lý. Phước cho người đói khát sự công chính. Khi chúng ta đói khát sự công chính, có nghĩa là chúng ta đeo đuổi những điều đó cho bằng được. Đó dẫn đến chúng ta cái điều thứ hai mà chúng ta cùng suy nghĩ tới đây là phước hạnh thật là đói khát sự công bình hay là công chính. Chúng ta sẽ trả lời những cái câu hỏi đó là công chính là gì? Đói khát sự công chính là gì? Như thế nào là no đủ sự công chính hay là công bình? Và những bài học chúng ta áp dụng về các phước lành này. Trước tiên chúng ta cùng định nghĩa công chính. Công chính nói về sự ngay thật, công chính theo nghĩa rộng cũng có nghĩa là thiện lành. Người tin Chúa chúng ta sống ở trong một xã hội vô đạo thì chúng ta không bao giờ có thấy được cái sự công chính. Cán cân công bình vẫn bị người ta lũng đoạn và bẻ cong cái cán cân đó. Riêng cá nhân của chúng ta cũng thấy có những tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta không thiện lành chút nào. Cho nên người tin Chúa thật trông mong cuộc đời được thiện lành và xã hội tôn trọng chân lý là điều mà chúng ta thấy rằng nó thiếu vắng, cho nên là con cái của Chúa chúng ta mong muốn có điều này. Đây là điều mà chúng ta biết rằng chỉ có ở trong nước trời. Vì nơi nước trời có Chúa là nguồn thiện lành và công chính cai trị thì chúng ta mới có thể có được sự công chính thật. Như thế, đối khác công chính có nghĩa là gì? Có người sanh ra biết điều hay lẽ phải và những cái gì cao quý thiện lành và những gì đê hèn trái đạo. Nếu chúng ta biết ghét những điều xấu có nghĩa là chúng ta ưa thích những điều tốt đẹp. Đó là một hình ảnh để chúng ta thấy được vấn đề chúng ta đối khác. Đối khác ở đây nghĩa là khao khát, thèm mong. Hãy nhớ rằng một người được phước theo như định nghĩa của Chúa Giêsu đó là cái người đối khác sự công chính. Một số những ý tưởng về sự đối khác mà chúng ta có thể tìm thấy được khi chúng ta nghiên cứu lời của Chúa. Đối khác là biểu lộ một ước muốn mãnh liệt, một sự khao khát cực kỳ mạnh mẽ. Đối khác biểu lộ một sự thèm muốn và một cái nhu cầu
chúng ta không chỉ là những cảm xúc chóng qua, nhưng mà chúng là sâu xa và mãi đòi hỏi cho đến chừng được thỏa mãn. Người Tây Phương sống ở trong một cái thế giới, trong một cái xã hội, trong một cái đất nước mà đầy đủ vật chất đó, có thể họ không hiểu hết được cái đói và cái khát. Nhưng mà là người Việt Nam thì chắc là chúng ta không lạ với điều đó. Người ta nói rằng ở tại nước Mỹ này, trẻ em không bao giờ đi ngủ mà gặp có cái bụng đói. Bởi vì thức ăn đầy ở trong tủ lạnh. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể chạy ra tủ lạnh để có thể ăn được khi thấy bụng đói. Nhưng mà chúng ta là người Việt Nam lớn lên ở tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, chúng ta đã từng trải điều đó. Có những buổi tối chúng ta đi ngủ, bụng gọi là đói, mà người ta còn đệm thêm là đói meo. Đói đến cái độ mà chúng ta thấy rằng ngủ không được. Chúng ta đã kinh nghiệm điều đó. Và chúng ta thấy rằng một khi mà cơ thể chúng ta nó đòi hỏi thức ăn vì chúng ta đói như vậy đó, thì cái đói nó sẽ không qua đi cho đến chừng được làm đầy no. Khát cũng vậy. Khi chúng ta khát nước, khi chúng ta cơ thể khi chúng ta cần nước vào, thì chúng ta thấy rằng nó sẽ không qua đi cho đến khi chúng ta uống được một cái ly nước thì bây giờ mới đã khát. Rất là quan trọng để chúng ta thấy cái điều đó ở trong đời sống của chúng ta. Như tôi nói, đói khát biểu lộ một sự thèm muốn và nhu cầu của chúng ta không chỉ là những cảm xúc chóng qua. Chúng là sâu xa và mãi đòi hỏi cho đến chừng được thỏa mãn. Và đây là điều rất là quan trọng. Anh chị em trong bệnh viện thuộc linh, chúng ta thấy rằng có nhiều con cái của Chúa ở trong các nhà thờ. Họ là những người nói rằng họ khao khát Chúa, nhưng mà cái khao khát của họ rất là cạn cợt. Khao khát một cách máy móc, làm cho đủ lễ, đủ lệ. Nhưng mà Chúa ngày muốn tìm nơi chúng ta một cái mối liên hệ dài lâu, một cái sự khao khát mà chúng ta thấy nó mạnh mẽ, nó đòi hỏi đến chừng mà được thỏa mãn mà thôi. Và trong thời giờ này tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ một cái ẩn dụ, một cái thí dụ để chúng ta thấy ở đây. Có hai cái cách để làm cà phê mà chúng ta có thể thấy được ở trong thời giờ này. Hai cái phương tiện ở trước mắt của chúng tôi, đây là hai cái máy và hai cái cách để chúng ta có thể làm cà phê. Và chúng tôi xin giới thiệu với anh chị em ở tại đây ở trong hình ảnh mà chúng ta có thể thấy được. Đây là chiếc máy làm cà phê cho những người có một cái cuộc sống vội vàng. Và chúng ta thấy cái máy này, cái sinh hoạt của nó thì chúng ta thấy rằng rất là đơn giản. Người ta để một cái hộp cà phê vào ở trong máy này. Đây là sinh hoạt của những người uống cà phê, là vẫn muốn có một cái tách cà phê nhưng mà không có nhiều thời giờ và muốn cho nó có nhanh. Trước khi đi làm thì chúng ta thấy rằng người ta sử dụng cái phương tiện này để có thể làm một tách cà phê. Bên phía bên này thì chúng ta người Việt Nam quen thuộc với lại một cái phương tiện để làm cà phê khác. Đây là cái phương tiện mà chúng ta thấy ở tại đây gọi là cà phê phin. Thì chúng ta biết rằng chúng ta bỏ cà phê vào ở trong, chúng ta cho nước sôi vào và chúng ta thấy rằng những giọt cà phê đậm đặc được nhiễu xuống. Vì chúng ta sử dụng loại cà phê như chúng tôi sử dụng tại đây, cà phê Dumont, một cái loại cà phê làm tại Louisiana theo ảnh hưởng của người Pháp, thì chúng ta thấy rằng nó đòi hỏi thời gian. Chúng ta uống cà phê này đó thì chúng ta phải dành thời gian, nhất là chúng ta thường khi ngồi với lại một người bạn có đủ thời gian để chúng ta có thể chờ đợi, bởi vì từng giọt một nó nhỏ xuống và cái kết quả đó là
chúng ta thấy khác nhau rất là nhiều. Ở tại cái tách cà phê của cái máy làm cà phê này, chúng ta thấy cũng ra cà phê, cũng có mùi thơm, nhưng mà nó rất là nhạt. Theo như cái thưởng thức của người Việt của chúng ta, thì chắc là chúng ta không có thích bằng một cái tách cà phê đậm đặc được chuẩn bị và nhỏ xuống ở đây, và chúng ta thấy rằng cái tất cả những cái mùi thơm cũng như là cái chất cà phê, bởi vì nó được lọc một cái tiệm tiếng chậm, cho nên chúng ta thấy rằng nó đem lại hết tất cả cái mức cà phê ở trong những cái bột cà phê này, và nó được lọc để chúng ta có một cái ly cà phê thật là đậm đặc hương vị. Anh chị em có thể đặt cái câu hỏi đó là ý mục sư muốn nói như thế nào? Ý nghĩa nó là gì? Anh chị em, cái máy làm cà phê này, nó là hình ảnh của những người nói rằng họ đói khát sự công bình hay là thèm khát sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà họ chỉ làm một cách hời hợt, làm một cách lấy lệ, làm mà chúng ta thấy ở tại đây đó là phải làm nhanh. Vì cái máy này thì chỉ cần có 30 giây là chúng ta có thể làm xong một ly cà phê. Trong khi cái cà phê phin thì chúng ta thấy rằng phải cần ít nhất là 3 phút và hoặc hơn nữa để chúng ta có thể có được một ly cà phê đậm đặc. Thì đây là tượng trưng cho hình ảnh của nhân cơ đốc nhân. Nói rằng mình cần Chúa đó, nhưng mà không hưởng được hết tất cả cái phúc lợi và phước hạnh trong mối liên hệ với Chúa, bởi vì sự khao khát của mình nó quá nhạt, quá yếu. Nó máy móc, làm và trong cái sự vội vàng. Nhưng mà anh chị em, cái cà phê phin là hình ảnh của những người khao khát Chúa, những người đói khát sự công bình và chương trình của Đức Chúa Trời, sự hiện diện của Ngài trong đời sống của chúng ta. Ở trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa, chúng ta kinh nghiệm những cái giọt của sự hiện diện của Chúa mỗi ngày một thẩm thấu ở trong đời sống của chúng ta, bởi vì chúng ta khao khát Ngài và chúng ta không nghỉ ngơi để cho đến chừng nó cái sự đòi hỏi của đói và khát về sự công chính ở trong đời sống của chúng ta nó được thỏa mãn. Và chúng ta không ngừng, không nghỉ. Vì chúng ta muốn kinh nghiệm Chúa một cách liên tục, dài hạn ở trong đời sống của chúng ta. Cả hai đều làm cà phê. Nhưng mà chúng ta thấy những giọt cà phê đậm được sử dụng và được làm lên, được chăm bởi cái cà phê phin đó, thì chúng ta thấy rằng cái mức độ cà phê và chất caffeine ở trong cái ly này nó đậm hơn rất là nhiều. Thì cũng vậy, trong đời sống tâm linh của chúng ta với Chúa, chỉ có những người thật đói khát sự công chính, những người thật khao khát Chúa và khao khát đường lối của Ngài, khao khát sự hiện diện của Ngài, chúng ta mới có thể kinh nghiệm điều mà Chúa Giê-xu Ngài nói đến tại đây là phước cho người đói khát sự công chính, vì họ sẽ được no đủ. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ thay đổi cái thái độ của chúng ta, chỉnh đổi đời sống của chúng ta qua cái sứ điệp này, để chúng ta sẽ không còn là những người tín đồ uống cà phê làm nhanh như chúng ta thấy cái máy Curie tới đây. Nhưng mà chúng ta sẽ là những người đeo đuổi Chúa, khao khát Ngài trong mức độ là chúng ta liên tục ở gần Chúa, bên cạnh Ngài, để nhận được chính mình Ngài và những phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta, như Chúa Ngài đã phán phước cho người đối khác sự công chính, vì họ sẽ được no đủ. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta, để chúng ta sẽ có một sự chỉnh sửa trong đời sống tâm linh của chúng ta ở trong ơn của Ngài. Như cà phê phin nhỏ giọt chậm hơn nhưng đậm đặc, thơm và mạnh, nhiễu từng giọt, chúng ta phải chờ đợi. Thì chúng ta thấy rằng không phải là ngẫu nhiên mà Kinh Thánh có những cụm từ: ai trông đợi nơi Đức Giê-hô-va thì sẽ được sức mới, ai trông đợi Chúa trong sự thờ phượng sẽ được gặp Ngài, ai trông đợi khao khát sự hiện diện của Chúa,
Chúa Ngài sẽ ban cho ai khác hãy đến với Chúa mà uống, thì Ngài sẽ ban cho để dòng sông sự sống của Chúa sẽ tuôn chảy từ nơi lòng người văng ra cho đến sự sống để làm phước hạnh cho những người xung quanh khi chúng ta có một sự khao khát mãnh liệt như vậy. Và chúng ta cũng để ý, không có sự sống thì không có đói và khát. Cái người chết thì không còn đói nữa và không còn khát nữa. Thì cũng vậy anh chị em, khi tâm linh của chúng ta mà sống động và mạnh mẽ đó, thì chúng ta thấy người mà càng khỏe chừng nào đó thì cái sức ăn của họ nó càng mạnh chừng đó. Khi thân thể chúng ta nó bị yếu đau thì chúng ta thấy rằng mình mất đi cái cơn đói. Một trong những dấu hiệu mà bác sĩ quan sát để biết rằng cái tiến trình của sự phục hồi sau khi được điều trị cho một bệnh nhân đó, người ta biết được đó là khi cái đói nó trở lại. Anh chị em, khi chúng ta thấy chúng ta đói khát sự công chính, chúng ta biết rằng chúng ta còn đang sống. Còn nếu chúng ta thấy rằng mình không còn đói khát sự công chính nữa, coi chừng bắt mạch thuộc linh xem mình còn sống hay là không. Vì rất là nguy hiểm nếu chúng ta không còn khao khát, không còn đói khát sự công chính nữa. Vì không có sự sống thì không có đói khát. Đói khát không phải là cho tương lai, nhưng mà là cho ngay hiện tại. Ở đây là điều cũng quan trọng để chúng ta nhớ. Ở trong Luca chương 6 câu 21 chúng ta thấy lời của Chúa nói rằng: phước cho những người hiện nay đói khát vì các con sẽ được no đủ. Phước cho những người hiện đang khóc lóc vì các con sẽ vui cười. Hiện nay rất là quan trọng. Anh chị em, nếu chúng ta một tháng mới đói một lần thì chúng ta biết rằng có một cái gì sai trọng lớn lao rồi. Hay là nói cho nó là hợp lý hơn chút nữa, nếu chúng ta một tuần lễ mới thèm ăn một lần thì chúng ta biết rằng nguy hiểm rồi. Thì những ngày đó là những ngày của bệnh tật, cơ thể của chúng ta không thấy đói là bởi vì nó có trở ngại, nó có vấn đề. Nhưng một cái người khỏe mạnh là cái người mà chúng ta thấy rằng cảm thấy đói thường xuyên. Đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy anh chị em. Chúng ta không thể nào đói khát Chúa 10 năm về trước, 5 năm về trước, hay là trong những ngày chúng ta mới tin Chúa, mà ngày hôm nay thì không còn nữa. Nhưng mà anh chị em, đói khát không phải cho tương lai nữa, không phải là mình mong đợi cái sự đói khát này sẽ được Chúa Ngài làm cho no đủ trong 10 năm, 20 năm ở phía trước của chúng ta, hay là đến ngày chúng ta gặp Chúa tại thiên đàng. Nhưng mà cho ngày hôm nay, chúng ta khao khát Chúa vì chúng ta biết rằng chúng ta cần Chúa và sự hiện diện của Ngài, chương trình của Ngài trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, sự đói khát này không dẫn đến sự cứu rỗi, nhưng chỉ đến sau khi chúng ta được cứu. Vì khi chúng ta được Chúa nghe lầm cho chúng ta được đổi mới, thì chúng ta thấy chúng ta bắt đầu đói khát, chúng ta bắt đầu có một cái cơn đói cho những việc công bình chính trực của Chúa. Trước đây chúng ta có thể đói những thứ khác, như chúng tôi đã nói ở phần đầu, những cái khát vọng, những cái đói khát của chúng ta trước đây nó có thể là những ham muốn của xác thịt, những điều của trần gian, những điều của tội lỗi xấu xa. Về bản chất tội lỗi ở trong chúng ta chưa được Chúa Ngài thay đổi đó, thì chúng ta thấy rằng xác thịt có những điều ưa muốn của xác thịt. Nhưng mà khi chúng ta được Chúa Ngài sanh lại, thì chúng ta có những điều ưa muốn thuộc về Thánh Linh. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài dành lại cho chúng ta. Khao khát, thèm mong những gì thiện lành quý trọng. Vì cuộc đời càng ngày càng thấy băng hoại hơn. Chung quanh chúng ta thấy điều ác thì được cổ võ, mà điều thiện thì bị dèm chê, chế giễu. Anh chị em đã đối diện với điều này. Khi những người thân thương chưa biết Chúa của chúng ta, họ chế giễu chúng ta, họ rằng mày điên rồi, mày sùng đạo quá, quá điên, vân vân. Đối với những bạn bè trước đây của chúng ta, họ nói rằng chúng ta bây giờ là những người tu rồi đó, tức là không còn biết có những cái thèm muốn, ham muốn giống như trước đây nữa.
và chúng ta có thể bị người ta gièm pha chế giễu, nhưng mà đối với Chúa, Ngài mỉm cười vì chúng ta có một cái cơn đói cho những điều công chính, những điều thiện lành ở trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, chúng ta cần hiểu một hình ảnh này. Cơ đốc nhân chúng ta giống như là con cá sống lội ngược dòng nước. Khi chúng ta lội ngược dòng như vậy, bày tỏ cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống. Bởi vì một con cá mà chúng ta thấy nó trôi theo dòng nước chảy, cái chiều của nước chảy, là con cá đó hoặc là sắp chết, hoặc là một con cá chết. Nhưng mà con cá sống là luôn luôn nó phải lội ngược dòng nước. Mà muốn lội ngược dòng nước như vậy, thì phải chấp nhận một điều là sẽ đương đầu với rác, những cái khúc gỗ, nó chảy theo dòng nước đó. Hay là những con cá chết đang thả trôi từ ở trên đi xuống. Và khi lội ngược dòng nước như vậy, thì nó giữ cho chúng ta sống và chúng ta cũng phải đối diện với những cái sự chống đối khó khăn. Và cảm ơn Chúa, chúng ta phải lội ngược dòng nước. Chúng ta đối kháng sự công chính, bởi vì chúng ta không thỏa lòng với một cái cuộc sống mà chúng ta thấy rằng đời làm sao mình làm vậy. Những người ác làm cái gì chúng ta cũng làm giống như họ. Vì hôm nay chúng ta đã được đổi mới ở trong Chúa. Nỗi khao khát thiện lành ấy nó không tự nhiên mà có được. Vì phải nhìn thấy một tia thánh khiết, thiện lành toàn vẹn của đấng toàn thánh, toàn thiện mới có thể khao khát và thèm muốn như vậy. Cảm ơn Chúa vì khi chúng ta tiếp xúc với sự cứu rỗi, khi thánh linh của Chúa đến và thánh hóa chúng ta, biến đổi tái sanh chúng ta, thì chúng ta thấy rằng chúng ta nếm được những cái giây phút, cái phước hạnh của một người thánh của Chúa. Sống ở trong sự thánh khiết, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái và nó phước hạnh như thế nào, thì chúng ta mới đối kháng sự công chính này. Ví dụ chúng ta thấy tiên tri Ê-sai, ông chứng kiến cái cung cách thờ phượng của các seraphim. Miệng thì các thiên sứ seraphim tung hô thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân. Cái cung cách thờ phượng nó rất là thánh khiết. Các thiên sứ có 6 cánh, 2 cái dùng để bay, 2 cái dùng để che thân và 2 cái để che mặt. Vì đang ở trong sự hiện diện của đấng thánh khiết. Và khi Ê-sai ông nhìn thấy cái điều đó, ông tiếp xúc, ông thấy một tia thánh khiết thiện lành toàn vẹn của Chúa toàn vẹn đó. Ông đã thốt lên: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái. Nếu chúng ta không thấy những tiêu chuẩn mà Chúa Ngài cho chúng ta thấy được, thì chúng ta không biết cái sự công chính là gì. Vì chúng ta đã bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng bởi thế giới tội ác này. Một hình ảnh khác để chúng ta có thể thấy được là một người chưa bao giờ thấy được một cái viên ngọc thật, thì có thể bằng lòng với những hạt ngọc giả. Vì không biết, không có một tiêu chuẩn để so sánh. Nhưng mà một người đã được may mắn nhìn thấy một cái viên ngọc thật rồi, thì bao nhiêu viên ngọc giả, dù nó nhìn có đẹp đến đâu, cũng là vô dụng, bởi vì người ta biết rằng nó là đồ giả. Người ấy chỉ thèm khát được cầm ở trong tay, được sở hữu một viên ngọc thật mà thôi. Và đó là hình ảnh mà Chúa Giê-xu muốn nói đến ở trong đời sống của chúng ta là những người con Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta có một sự khao khát một cách mãnh liệt về sự công chính mà chúng ta thấy lời của Chúa nói đến ở đây. Thứ ba, chúng ta thấy Chúa dạy phước cho những kẻ đối kháng sự công chính vì sẽ được no đủ. Chúng ta đã nói đến công chính là gì, đối kháng là gì. Bây giờ chúng ta xem chữ no đủ tại đây. No đủ đây không phải về thức ăn, nhưng mà là về giá trị. Khi một ước muốn được thỏa mãn, người ta gọi là đã no đủ. Nghĩa là hết còn đói khát và thèm mong nữa. Người tin Chúa sống ở trong một đời tối tăm băng hoại, chỉ mong Chúa trở lại hoặc là mình sẽ đi gặp Chúa.
Hai việc này thì chúng ta biết rằng chắc chắn sẽ xảy ra vì Chúa đã hứa như vậy. Và không điều gì làm cho những lời hứa của Chúa thay đổi. Nhưng mà cuộc sống hiện tại của chúng ta thì sao? Chúa cũng vẫn hứa là sẽ được no đủ. Vì một cuộc đời chúng ta không phải chỉ sống ở trong những việc của trần gian này, mà có một phần thuộc về tâm linh mà lời của Chúa dạy chúng ta. Loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng mà bèn nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy chúng ta có một cái nhu cầu khác hơn nhu cầu của tâm linh của chúng ta đó. Cảm ơn Chúa. Cuộc đời của chúng ta không phải chỉ sống chờ ngày chúng ta đi với Chúa, được Chúa tiếp rước chúng ta về thiên đàng, nhưng là sống từng ngày trong hoàn cảnh tội lỗi vây quanh. Và chúng ta biết cái điều đó, là chúng ta phải đối khác sự công chính của Chúa và giữ tấm lòng của chúng ta gần gũi Chúa như vậy. Chúng ta đối khác một cái cuộc sống sống theo chương trình, kế hoạch và khải tượng mà Chúa ngài dành cho chúng ta. Chúng ta đeo đuổi thì Chúa ngài hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ được no đủ. Nếu người nào thèm mong các giá trị thật, chắc chắn sẽ được Chúa ngài đưa đến chỗ nhận thức và chiêm nghiệm được những gì quý giá ở trong niềm tin của chúng ta. Tình trạng no đủ này chỉ có thể có được khi xác định rõ được khao khát của chúng ta. Chúng ta để ý đến nguyên tắc này. Bất cứ điều gì kiểm soát sự đói khát của bạn thì sẽ kiểm soát được đời sống của bạn. Chúng ta là những gì chúng ta ăn. Những gì chúng ta tiêu thụ, chúng ta sẽ bị nó nhân cách hóa, chúng ta giống như nó. Rất là quan trọng để chúng ta nhớ, tôi nói một lần nữa. Bất cứ điều gì kiểm soát sự đói khát của bạn thì sẽ kiểm soát được đời sống của bạn. Cho nên chúng ta hãy kiểm tra cái vị giác thuộc linh của chúng ta. Làm thế nào chúng ta biết mình đang thật sự đói hoặc khát? Thứ nhất, bạn có nhìn thấy tất cả sự công bình giả tạo của bạn không? Bạn có nhìn thấy tất cả sự công bình giả tạo của bạn không? Vì chúng ta thấy có những sự công bình giả tạo, sự công bình hời hợt, như cái chiếc máy làm cà phê nhanh đó. Nó máy móc, nó rất nhanh, nhưng mà tất cả những cái chất cà phê ở trong cái tách cà phê đó không so được với lại cái tách cà phê được chăm ở trong một cái mô hình khác, nhiễu từng giọt, nhiễu từng giọt, đòi hỏi thời gian, dành thời gian và để rồi có thể thưởng thức một tách cà phê đậm đặc. Và con Chúa, chúng ta có nhìn thấy tất cả những sự công bình giả tạo của chúng ta không? Roma chương 10 câu 1 đến câu số 3. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô cầu nguyện cho dân tộc của ông. Thưa anh em, sự ao ước của lòng tôi và lời khẩn cầu của tôi với Đức Chúa Trời là để dân Israel được cứu rỗi. Tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, nhưng lòng nhiệt thành đó thiếu tri thức. Câu số 3. Do không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính riêng cho mình, nên họ không thuận phục sự công chính của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô nói đến tới đây, ông biết, vì ông vốn là người ở trong sinh hoạt của những người lãnh đạo của phái biệt lập, của phái Pharisee. Ông là một trong số họ. Ông biết cái điều đó. Cho nên ông nói rằng tôi làm chứng cho họ rằng ông là người đã từng ở trong cái vị trí đó. Tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, nhưng lòng nhiệt thành đó thiếu tri thức, hay là thiếu cái sự hiểu biết. Ở trong nguyên tác thì đó là cái chữ ngu dốt.
agnoio, là không nhận biết, không biết, không quen biết. Chúng ta có thể có cái hình thức ở bên ngoài, cái lòng nhiệt thành của chúng ta với Đức Chúa Trời, nhưng mà cái lòng nhiệt thành đó thiếu cái tri thức. Chúng ta tưởng đó là những điều, đó là những điều mà chúng ta bày tỏ ra cho Đức Chúa Trời cái lòng nhiệt thành của mình. Thí dụ như chúng ta thấy ngày hôm nay có nhiều người đi đến nhà thờ như là để trả lễ cho Chúa, đi cho đủ lễ. Họ vào và cũng muốn giống như cái máy làm cà phê nhanh đó, bỏ một cái túi cà phê vào, bấm nút một cái, 30 giây là có cái ly cà phê, ực một cái rồi đi ra. Nhiều người ngày hôm nay họ muốn rằng khi nhóm lại thờ phượng Chúa, ông mục sư phải giảng bài giảng sao như là một cái tách cà phê uống nhanh đó. Vậy tôi không có đủ thời giờ để kiên nhẫn ngồi ông nghe ông giảng lâu dài được. Và cái kết quả là gì? Chúng ta muốn ăn nhanh, chúng ta muốn có nhanh, chúng ta muốn nghe bài giảng nhanh, và chúng ta muốn đi đến nhà thờ nhanh, rồi chúng ta trở về. Và khi sự khó khăn đến, hoạn nạn đến, chúng ta thấy những cái thứ nhanh đó, nó không cho chúng ta tất cả những cái sức mạnh và lợi ích mà Chúa Ngài hứa cho khi chúng ta là những người trông đợi nơi Chúa, nán trễ lại như là con đòi ngồi ở dưới chân của bà chủ chờ đợi để phục vụ bà chủ. Xin Chúa ban phước để chúng ta thấy điều đó. Người Israel, sứ đồ Phaolô nói ở đây họ có lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, nhưng lòng nhiệt thành đó thiếu tri thức do không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính cho riêng mình. Họ lập nên sự công chính đó, họ không khao khát sự công chính của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy đó là điều nguy hiểm. Điều thứ hai mà chúng ta kiểm soát cái vị giác của chúng ta là bạn có nhận biết sự vô vọng của mình và bạn cần Chúa Giê-xu đến mức độ nào không? Nếu chúng ta bắt đầu rơi vào ở trong cái thái độ là có Chúa cũng được, không có Chúa cũng không sao, hay là như chúng ta bị phỉnh gạt bởi giáo hội, đó là tin Chúa Giê-xu để được cứu là đúng nhưng mà không đủ cho đến khi phải có những bí tích của giáo hội. Đây là điều nguy hiểm vô cùng vì chúng ta tạo nên những sự công chính đó. Chúng ta được tha thứ bởi lòng thương xót của Chúa. Chúng ta được cứu bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu. Chứ không thêm, không bớt gì được. Và đó là sự công chính của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải khao khát. Đừng tạo nên sự công chính của cá nhân của chúng ta. Đức Chúa Giê-xu phán ở trong văn Phúc Âm văn chương 15 câu 5. Chính ta đây là cây nho, còn các con là nhánh. Người nào cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì chắc sẽ sinh nhiều quả. Vì ngoài ta các con không làm gì được. Chúng ta khao khát Chúa, khao khát sự công chính, khao khát sự hiện diện của Ngài. Bởi vì ngoài Chúa chúng ta không làm gì được. Đối với sự cứu rỗi, chúng ta thấy Ê-phê-sô chương 2 câu 8 câu 9 nói thật. Nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh chị em được cứu, chẳng phải tự anh chị em, mà là một tặng phẩm của Đức Chúa Trời ban, không căn cứ vào công đức để không ai có thể khoe mình. Nhận biết chúng ta cần Chúa và chúng ta khao khát Ngài. Cái vị giác thứ ba mà chúng ta cần phải kiểm soát ở trong đời sống của chúng ta, điều thứ ba chúng ta cần kiểm soát cho vị giác của chúng ta, đó là bạn có tránh mọi điều gì chống trả lại sự công bình và thánh khiết không? Này chúng ta con cái của Chúa, chúng ta thỏa hiệp với thế gian nhiều quá. Điều này bao gồm không chỉ là tội lỗi mà còn là những điều làm hỏng vị giác thuộc linh của chúng ta. Chúng ta có những cái sự tiêu thụ không đúng theo ý của Chúa và tội lỗi. Thì không bao lâu chúng ta sẽ thấy rằng vì quen những thứ đó, chúng ta thấy những điều công bình, chính trực, những điều thuộc về Chúa như lời của Chúa, sự hiện diện của Ngài, thì chúng ta không còn thấy khao khát nữa. Bị mặc cảm của tội lỗi cho nên chúng ta lại càng muốn tránh xa.
không muốn đọc lời của Chúa, không muốn cầu nguyện, không muốn nhóm lại thờ phượng Chúa nữa. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta thấy được điều đó và chúng ta tránh những điều chống trả lại với sự công chính và thánh thiện. Timôthê thứ nhì chương 2 câu 22. Đó là điều mà chúng ta thấy một lời khuyên hết sức là chính xác và rõ ràng. Hãy tránh xa dục vọng của tuổi trẻ, nhưng theo đuổi công chính, đức tin, yêu thương và hòa thuận cùng những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch. Đó là lời khuyên của sứ đồ Phaolô cho Timôthê. Đó là hãy tránh xa dục vọng của tuổi trẻ, nhưng mà đeo đuổi công chính, đức tin, yêu thương và hòa thuận cùng những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch. Và đây là lý do tại sao ở trong những ngày qua anh chị em cảm thấy có một cái cảm giác đó là đủ rồi. Tôi muốn đi ra, không phải chỉ đi ra, đi chợ, đi ra bên ngoài mà thôi. Nhưng mà tôi không muốn ở trong nhà nữa, vì tôi muốn đến nhà Chúa để gặp gỡ các anh chị em là những người mà chúng tôi đã cùng nhau đeo đuổi sự công chính, cùng tìm vào trong vùng đất thánh thiện của Chúa để thờ phượng Chúa, để được trang bị, để được làm thỏa nguyện cái khao khát phần công chính, phần thuộc linh của mình khi được nhóm nhau lại với anh em trong hội thánh. Và cảm ơn Chúa, ngày đó sắp đến với chúng ta. Anh chị em chuẩn bị để khi cửa mở, như Chúa cho phép, chúng ta giữ được ngày 17 tới tháng 5 là ngày đầu tiên hội thánh của Chúa sẽ nhóm nhau lại ở tại cơ sở nhà Chúa. Thì anh chị em sẵn sàng và chúng ta sẽ cùng nhóm nhau lại và tìm kiếm những người kêu cầu Chúa với tấm lòng trong sạch để chúng ta sẽ cùng gặp nhau và thờ phượng Chúa. Nhưng mà trong lúc này, hãy kiểm soát và tránh xa dục vọng của tuổi trẻ. Như Joseph phải tuột áo bỏ chạy khi cái sự cám dỗ của vợ của Phô-ti-pha đến chỗ nóng sốt, thì ông đã tuột áo, ông bỏ chạy. Ở đây dùng chữ tránh xa có nghĩa là chúng ta biết cái chỗ đó là cái chỗ chết, mặc dù cái lời mời của nó thì hấp dẫn lắm, chúng ta tránh xa vì chúng ta đến gần chúng ta sẽ sập bẫy. Nên chúng ta cẩn thận. Hebrew chương 12 câu 1 dạy chúng ta một nguyên tắc khác. Vậy nên, vì chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi dễ vân vương, kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình. Vì có một đám mây rất lớn của những nhân chứng. Cá nhân tôi luôn luôn nhắc nhở chính mình về đám đông này. Trong đó có những người ông, người bà đã yêu thương và đã cầu thay cho chúng tôi. Trong đám đông đó có thân sinh của tôi, ba của tôi đã về với Chúa, là người đã từng cầu nguyện cho chúng tôi khi ông nội của tôi nghe tin chúng tôi đáp lời sự kêu gọi của Chúa để đi vào trường Kinh Thánh để chuẩn bị hầu việc Chúa. Ông nội tôi đã, nhưng mà có lệnh đó, để gọi ba của tôi đến nhà của ông nội tôi. Và hai cha con đã quỳ gối xuống dâng cái đứa cháu của mình trong cái khung cảnh ba thế hệ. Ông nội tôi và ba của tôi cầu nguyện cho tôi để có thể đứng vững ở trong sự kêu gọi của Chúa và được ơn để hầu việc Chúa. Tôi thấy họ trong đám mây của những người đang quan sát cuộc chạy đua. Họ đã xong phần của họ ở trên đất. Đến phiên của tôi muốn cuộc chạy đua này sẽ được tốt đẹp. Cho nên như tác giả của Hebrew 12 câu 1 nhắc, vậy nên vì chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn bao quanh, hãy vứt bỏ mọi gánh nặng. Có những thứ chúng ta cần bỏ xuống, bởi vì nó chỉ trì kéo chúng ta mà thôi. Rồi có những cái tội lỗi dễ vấn vương chúng ta. Những tội lỗi mà chúng tôi thường gọi là những cái tội bé bé xinh xinh đó. Ôi so cute, dễ thương quá. Cái tội này không phải là tội lớn.
Nó láo một chút không sao, nổ một chút không sao. Anh chị em, chính những điều đó nó sẽ làm đắm thuyền chúng ta như lỗ nhỏ làm đắm thuyền. Những cái thứ nhỏ nhỏ đó mà chúng ta thỏa hiệp thì dần dần nó sẽ làm cho cái vị giác của chúng ta bị mất đi. Mất đi cái vị giác của thánh khiết công bình, chúng ta không còn đối khác sự công chính nữa. Thì chúng ta sẽ gặp trở ngại lớn. Xin Chúa thương xót đến chúng ta. Thứ tư, những thứ tự ưu tiên của bạn có đúng không? Matthew chương 6 của bài mà chép: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa. Hãy kiểm soát xem cái thứ tự ưu tiên của đời sống của chúng ta ngày hôm nay là gì. Có thể nó bị lệch lạc. Có thể chúng ta nghe và đang từng trải cái hoàn cảnh mình thấy là vì COVID-19 này mình không thể đi ra làm việc được. Thì chuẩn bị trong cái tấm lòng đó là mai mốt khi nó mở cửa mình sẽ làm nhiều hơn để làm cho nó quân bình trở lại, là lấy lại những ngày đã mất và những thứ đã mất. Anh xem cái đó cũng là một cái cám dỗ rất là nguy hiểm đó. Chúng ta phải cẩn thận ở trong lúc này. Bởi vì nếu chúng ta làm mà đến quên đường về nhà thì đó, theo như lời của Chúa, là một cái quyết định dài dột. Xin Chúa ban phước và chúng ta đặt lại cái thứ tự ưu tiên của chúng ta một cách tốt đẹp như chúng ta đang kinh nghiệm trong những ngày qua. Có thì giờ để tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện, học hỏi lời của Chúa, vẫn tiếp tục khao khát sự công chính để chúng ta có thể được Chúa nghe ban phước và no đủ. Cô-lô-se chương 3 câu 1 đến câu 2 dạy chúng ta vậy: nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải của Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Tâm lòng của chúng ta phải ở trong thiên đàng. Chúng tôi có một nguyên tắc mà nhắc nhở chính mình. Mặc dù sống ở tại trần gian này, nhưng mà một mắt để tại thiên đàng mà một mắt ở tại trần gian này để thấy đường đi. Vì tấm lòng và tâm trí luôn nghĩ đến quê hương tốt hơn, nơi phước hạnh mà Chúa dành cho những kẻ thuộc về Chúa, và nơi mà chúng ta sẽ gặp lại những người thân thương của chúng ta đang ở trong số của những nhân chứng như đám mây rất lớn đang quan sát cuộc chạy đua của chúng ta. Rồi thứ năm, bạn có luôn luôn tự đặt mình ở vị trí được đổ đầy giống như người mù Ba-ti-mê không? Ba-ti-mê cho chúng ta một cái gương rất là đặc biệt ở tại đây. Phúc âm Mác chương 10 câu 46 cho đến 52 ghi lại cho chúng ta. Chúng ta nghe phần kinh thánh này và để ý đến những điều đặc biệt về con người này, người mù Ba-ti-mê. Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đến Jericho. Khi Ngài cùng các môn đồ và đoàn dân đông rời khỏi thành, có một người mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Thi-mê. Ba có nghĩa là con. Ba-ti-mê là con trai của ông Thi-mê. Ngồi ăn xin ở bên đường. Nghe nói đây là Đức Chúa Giêsu người Nazareth. Anh kêu lớn: lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin đoái thương con. Nhiều người rầy anh bảo phải im lặng, nhưng anh càng kêu lớn hơn: lạy con vua David, xin đoái thương con. Đức Chúa Giêsu dừng lại và bảo: hãy gọi người ấy đến đây. Họ gọi người mù và bảo: hãy vững lòng đứng dậy, Ngài gọi anh đó. Người mù vứt bỏ áo choàng, đứng phắt dậy và đến với Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỏi: con muốn ta làm gì cho con? Anh thưa: lại thầy, xin cho con được sáng mắt. Ngài phán: hãy đi, đức tin con đã chữa lành con. Lập tức người mù được sáng mắt lại và đi theo Ngài. Điều này cho chúng ta thấy một điều là cái sự khao khát và nhiệt thành hết lòng của Ba-ti-mê tại đây đã thu hút sự chú ý của Chúa.
Khi ông kêu lên: "Lạy Đức Chúa Giêsu, Con Vua David, xin đoái thương con." Vì ông biết rằng khi Chúa Ngài dừng lại trên cuộc đời của ông sẽ nhận được điều ông cần, đó là ánh mắt của ông được phục hồi và ông được chữa lành. Thì chúng ta thấy rằng đám đông hay là nhiều người, chúng ta để ý đến sẽ nhiều người tại đây, không phải một người, hai người, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng nhiều người rầy anh và bảo anh phải im lặng đi. Sao làm ồn và làm phiền thầy như vậy? Nhưng chúng ta thấy ông đói khát. Ông đói, ông khát và không dừng lại cho đến khi cái cơn đói, cái khát của ông được đáp ứng. Ông càng kêu lớn hơn. Hay là một cụm từ mà chúng ta cần xin Chúa cho chúng ta có cái thái độ đó mãnh liệt hơn. Ông kêu xin, nhưng anh càng kêu lớn hơn: "Lại Con Vua David, xin đoái thương con." Và Kinh Thánh ghi lại chúng ta Đức Chúa Giêsu dừng lại và bảo hãy gọi người ấy đến đây. Cái tấm lòng khao khát đã làm cho Đức Chúa Giêsu dừng lại. Ở trong một bản dịch của tiếng Anh là "He stopped on his track", tức là lập tức Chúa Ngài dừng lại, Ngài đứng ngay tại chỗ và Ngài nói rằng hãy gọi cái người ấy đến. Thì chúng ta thấy rằng anh được hướng dẫn và nói rằng thầy gọi, cho nên hãy đến, hãy vững lòng, đừng sợ. Hãy đứng dậy, Chúa gọi anh. Ông ta làm một điều mà chúng ta thấy tại đây là người mù vứt bỏ áo choàng, đứng phắt dậy và đến với Đức Giêsu. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước để khẩu vị của chúng ta sẽ có một cái sự khao khát, sự công chính, khao khát chương trình của Chúa, khao khát đường lối của Ngài, để chúng ta có thể sống một cuộc sống mà Chúa hứa rằng chúng ta sẽ được no đủ thuộc linh của chúng ta và được phước của Chúa cả thuộc linh lẫn thuộc thể. Và thứ sáu, sự khao khát lớn nhất của bạn là biết Chúa đến sự thông công với Ngài và trở nên giống như Ngài không? Xin Chúa cho chúng ta sẽ có sự khao khát. Khao khát mỗi ngày biết Chúa rõ hơn. Không phải là kinh nghiệm Chúa của nhiều năm về trước do ông bà cha mẹ kể lại, nhưng mà biết Chúa mỗi ngày một rõ hơn. Như những giọt cà phê phin, mỗi một giọt chúng ta thấy tăng thêm trong cái tách cà phê của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách đều đặn, bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta để chúng ta biết Chúa rõ hơn, đến sự thông công với Ngài một cách mạnh mẽ, chặt chẽ hơn. Như lời của Chúa dạy cho chúng ta ở trong Ê-phê-sô chương 5 câu số 1: "Vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài." Biết Chúa đến độ chúng ta có thể bắt chước Chúa. Vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Chúng ta học bước chân của Chúa Giêsu. Chúng ta học cách Chúa Giêsu hành xử. Nhưng có một phong trào vẫn còn thịnh hành ở trong nước Hoa Kỳ này, nước Mỹ này. Bao người ta đeo một cái vòng đeo trên cổ tay của mình với những chữ viết tắt: WWJD. Trong tiếng Anh đó là "What would Jesus do?" Chúa Giêsu sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Người ta nhắc nhở chính mình, chúng ta là những người bắt chước Chúa. Như lời của Chúa đây: "Vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài." Và Philip chương 3 câu số 10: "Để tôi được biết Ngài, quyền năng phục sinh của Ngài, được chia sẻ sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài." Để chúng ta chết với con người xác thịt và để Thánh Linh của Chúa kiểm soát chúng ta hoàn toàn, để rồi cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ cõi chết, sống động, tự do, hành động ở trong mỗi đời sống của chúng ta, khiến cho chúng ta được đầy dạy Đức Thánh Linh
tràn đầy sự sức giàu của Chúa để chúng ta có thể làm nguồn phước cho những người xung quanh. Và chúng ta khao khát điều đó cho đến chừng chúng ta được đáp ứng, chúng ta mới ngưng nghỉ. Chữ biết ở đây trong nguyên tác đó là chữ gainosko, biết do kinh nghiệm, chứ không phải biết do tinh hành lang được kể lại hay là của một người khác kể lại kinh nghiệm của họ. Kết quả của sự đối khác công chính là gì? Họ sẽ được đầy đủ. Cảm ơn Chúa. Và chỉ một mình cái người đó thôi, không phải một người khác khao khát thì những người lân cận sẽ được no đủ theo. Nhưng mà lời của Chúa xác nhận phước cho người đối khác sự công chính vì họ sẽ được no đủ. Cảm ơn Chúa, chính con người đó. Trong văn chương Hy Lạp, sự đầy đủ này được đề cập đến một con thú được nuôi mập bởi ngũ cốc. Nó chắc. Thì chúng ta cũng sẽ được Chúa ngài làm cho cái sự đầy đủ này, cái sự no đủ này của chúng ta, nó chắc như vậy. Giống như người Việt của chúng ta, có nhiều người nói rằng phải ăn cơm cho nó chắc bụng. Ăn thứ khác, ăn rau cải thì nó không có chắc bụng. Xin Chúa cho chúng ta no đủ ở trong Chúa đó, là như là cái con thú mà đã được nuôi bằng ngũ cốc. Sự công chính, sự hiện diện của Chúa, phước hạnh của Ngài sẽ làm cho chúng ta no một cách chắc chắn, no dai, no dài ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong cuộc đời này không nơi nào, không triết thuyết, chủ nghĩa, tôn giáo nào có thể làm cho con người biết khao khát cái điều thiện lành và đưa người ta đến chỗ được no đủ. Chỉ có trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Chính vì thế mà Đức Chúa Giêsu khi vào đời đã nói: ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Khi một người bằng lòng tin nhận Chúa Giêsu thì người ấy được biết con đường đến hạnh phúc thật, vì người ấy đã nắm được chân lý hay là ý nghĩa thật của cuộc đời và đã tiếp xúc với nguồn sống của Chúa. Chính vì vậy mà người tin Chúa có thể sống ở trong mọi nghịch cảnh mà vẫn can đảm, không bỏ lòng tin, không lùi bước, bởi chúng ta được no đủ khi chúng ta khao khát sự công chính của Chúa. Cuộc đời này chỉ là tạm bợ, chỉ là một đoạn ngắn của hành trình vĩnh cửu. Và khi chúng ta bước đi trong Chúa, chúng ta khao khát và được Chúa ngài khao khát sự công chính và được Chúa ngài làm cho chúng ta được no đủ, chúng ta có thể đi xong đoạn đường này ở trong sự giúp đỡ của Chúa, trong quyền năng sự hiện diện của ngài và sự yểm trợ của Chúa cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cho nên các bạn hữu của chúng tôi, nếu quý vị và các bạn đang nghe điều này, bạn có thể hỏi rằng: nhưng mà tôi không thấy gì về sự đói khát này, thưa mục sư. Đúng. Bởi vì bạn đã quen và nuôi phần tâm linh của mình bằng những thứ ô trược của trần gian này. Cho đến khi bạn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống và Chúa ngài đổi mới, vì điều chi thuộc về xác thịt thì nó sẽ có những sự ham muốn của xác thịt. Xác thịt ở đây không phải chỉ là thể xác, nhưng mà nói đến cái bản ngã của chúng ta đó, những cái ham muốn xấu xa của chúng ta đó. Điều chi thuộc về xác thịt thì ham muốn những điều của xác thịt. Bởi vì ai bước đi trong xác thịt thì sẽ có những điều ưa muốn thuộc về xác thịt, nhưng mà ai bước đi trong Thánh Linh thì sẽ có những điều ưa muốn thuộc về Thánh Linh. Cho nên chị em hãy tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống của mình. Và khi chúng ta ăn năn tội, chúng ta tin vào công lao cứu chuộc của Đức Giêsu, chúng ta sẽ được Chúa ngài tha thứ và chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa, rồi Thánh Linh của Chúa lập tức đi vào ở bên trong chúng ta. Ngài đổi mới chúng ta, ngài sanh chúng ta lại mới. Từ đó chúng ta sẽ bắt đầu có sự đói khát về sự công chính. Vì tâm trí cũng như cuộc đời chúng ta bắt đầu hướng về sự trọn lành
ở trong ơn của Chúa. Chúng ta sẽ cho anh chị em có cơ hội để cầu nguyện, tiếp nhận Chúa. Và chúng ta xem phần cuối cùng của bài học hôm nay. Và chúng ta sẽ nói đến những điều có thể ứng dụng trong đời sống của mỗi người trong chúng ta. Thứ nhất, anh chị em có bao giờ thấy tâm hồn của mình thèm khát hạnh phúc thật hay không? Hạnh phúc ấy là vật chất hay là các giá trị tinh thần? Và chúng ta đã làm gì để mong thỏa mãn khát khao đó? Hãy đến với Chúa với một tấm lòng khao khát, nhận biết chúng ta cần Chúa, nhận biết chúng ta cần ơn của Ngài, nhận biết chúng ta sống hít thở được ở trong sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta luôn bám theo Chúa trong cái sự khao khát đó, chúng ta sẽ được Chúa ngài làm cho chúng ta no đủ. Cảm ơn Chúa. Vì khi tin Chúa, chúng ta sẽ thấy rõ ràng mình là ai và đang sống như thế nào, và yêu cầu cấp thiết nhất của chúng ta là gì, và chúng ta có thể bám theo Chúa để chúng ta có thể được phước từ nơi Chúa. Thứ hai, anh chị em để ý đến đó là những người môn đồ của Chúa. Chúng ta có thể trong những ngày qua, vì lý do nào đó của hoàn cảnh chính trị, kinh tế, gia đình hay là bạn bè bắt bớ, chúng ta sống ở trong cái khoảng lưng chừng, nghĩa là không hết lòng ở trong niềm tin và cũng không bỏ Chúa. Và lời của Chúa nói rằng ở trong tình trạng hâm hầm đó. Nãy giờ trong ẩn dụ, trong thí dụ mà chúng tôi nói đến tại đây, thì cái tách cà phê này trải qua mấy mươi phút qua thì chúng ta thấy rằng nó đã lạnh. Thì chúng ta thấy rất ít người chịu uống một cái ly cà phê không có đá, mà cũng không phải là ly cà phê nóng. Vì chúng ta thấy nó không nóng cũng không lạnh, mấy cái loại hâm hẩm, cho nên rất là khó để chúng ta có thể uống một cái ly cà phê như vậy. Đối với Chúa cũng vậy, anh chị em, Chúa muốn chúng ta bốc cháy cho Chúa. Còn không, chúng ta hãy lạnh đi, để chúng ta biết là mình lạnh đến cỡ nào để mình chạy đến với Chúa. Cái người mà hâm hẩm, ở trong tình trạng hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, thì rất là dễ chết. Như chúng ta nghe cái ý mà người ta kể cho chúng ta biết cái cách để chúng ta có thể luộc một con ếch nó chết ở trong nước nóng mà nó không biết. Nói rằng nếu chúng ta bỏ một con ếch vào ở trong một cái nồi nước nóng thì lập tức nó sẽ nhảy ra khỏi cái nồi đó, vì chúng ta không giết nó được, không có luộc nó được. Nhưng mà để có thể cho con ếch nó bị luộc chín trắng mắt ra khi người ta bỏ con ếch ở trong một cái nồi nước, nước lạnh, đậy cái nắp lại, rồi bắt đầu nổi lửa ở bên dưới. Nước ấm hơn, ếch vẫn lội thoải mái trong đó. Mình nghĩ rằng cũng không có gì là nguy hiểm. Vì nước nó hâm hầm, nó ấm. Là nó nóng hơn, nóng hơn, nóng hơn. Đến một lúc thì chúng ta thấy rằng con ếch nó bị chết luộc mà nó không phản ứng được. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có một tinh thần dứt khoát bước đi ở trong ơn của Chúa, để chúng ta không bị trần gian này nó luộc chín chúng ta, nó giết chết chúng ta. Và chúng ta luôn có một sự khao khát một cách mãnh liệt, đói khát một cách mãnh liệt công chính của Chúa, để rồi chúng ta sẽ được no đủ. Xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta. Bài học cho chúng ta hôm nay là hãy chấm dứt tình trạng hâm hẩm và bước đi một cách mạnh mẽ ở trong ơn của Chúa. Tôi tin rằng trong những ngày qua, khi chúng ta đối diện với cơn dịch COVID-19, chúng ta thấy một cái lẽ thật rất là rõ ràng. Đó là chúng ta có đức tin hay là không ở trước Chúa, ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta thấy nó rất là rõ.
Một đằng là chúng ta nghe nói rằng không có một điều gì làm chúng ta mất sự bình an mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta không kinh nghiệm cái sự bình an đó. Chúng ta cũng sợ giống như những người khác. Chúng ta cũng bối rối như những người khác. Điều đó cho chúng ta thấy mức độ thuộc linh của chúng ta như thế nào. Có thể đó là cái hậu quả hay là kết quả của những ngày chúng ta uống cà phê nhanh trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Hay là chúng ta thấy sự bình an của Chúa vẫn kiểm soát lòng, ý tưởng của chúng ta dù chung quanh của chúng ta có như thế nào. Điều đó cho chúng ta thấy mức độ của đời sống của chúng ta trong Chúa. Xin Chúa cho chúng ta mạnh mẽ, dứt khoát, bước đi trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. Vì trong đời này chỉ có hai hạng người. Những người thật lòng tin Chúa, kinh nghiệm sự sống với Chúa. Và hạng người thứ hai là không bao giờ biết Chúa và cũng sẽ khước từ nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống của mình. Rồi cũng bị Chúa Ngài khước từ họ làm con dân của Ngài. Ở trong một ngày đó, khi Chúa Giê-xu Ngài nói rằng ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta trên trời. Xin ban ơn, xin Chúa Ngài ban ơn trên mỗi một chúng ta. Ở trong ơn của Chúa. Để cái định nghĩa của Chúa về phước hạnh, hạnh phúc này sẽ được thể hiện trong đời sống của chúng ta. Phước cho những kẻ đối khác sự công chính, vì chính họ sẽ được no đủ. Xin Chúa gia tăng sự khao khát trong chúng ta, và chúng ta khao khát đến độ cho đến chừng nào chúng ta được thỏa mãn, chúng ta sẽ ngừng nghỉ. Xin Chúa cho cái sự khao khát của chúng ta với Chúa nó càng mãnh liệt hơn, đậm đặc hơn ở trong những ngày sắp đến ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì chỉ có những người được Chúa Ngài cho chúng ta được no đủ, chúng ta mới có thể có sức, có ơn, có quyền của Ngài để giúp đỡ những người xung quanh, cũng như đứng vững ở trong Chúa trải qua những ngày của bão tố khó khăn. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa ban phước trên anh chị em, lời của Ngài giúp đỡ cho anh chị em để chúng ta bước đi ở trong ơn của Chúa, ở trong phước hạnh của Ngài. Ở đây nếu bạn là người mà khi nãy chúng tôi giới thiệu và kêu gọi, bạn cảm thấy rằng đây đúng là thời điểm để tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, thì tôi mời ngay trong thời giờ này hãy hiệp ý với tôi hướng dẫn cho bạn những lời cầu nguyện ngắn để chúng ta nói với Chúa điều mà các anh chị, các bạn đã bằng lòng với tôi. Lạy Chúa, con là một tội nhân cần sự tha thứ của Ngài. Con cảm ơn Chúa vì được nghe tin Chúa Ngài đã làm xong những gì cần thiết để trả nợ tội thay thế cho con. Nay con xin tiếp nhận công việc đó của Chúa, sự cứu rỗi của Ngài. Xin máu huyết của Chúa đã đổ từ thập tự giá, Chúa sử dụng trong thời giờ này để rửa sạch tội lỗi con. Con nhận sự tha thứ của Ngài. Và kể từ giờ phút này, con bỏ các thần khác, con đến với Chúa và kêu cầu cũng như công bố Chúa là cứu Chúa của con và Ngài là chủ của con. Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa của con và là chủ của đời sống của con. Xin bước vào cuộc đời của con kể từ giờ phút này làm cứu Chúa của con. Con cảm ơn Ngài. Xin ghi tên con trong sách sự sống của Chúa, để thiên đàng là nhà tương lai của con và Đức Chúa Trời là cha của con. Con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa đến và bắt đầu đặt sự công chính của Ngài, chương trình kế hoạch của Ngài vào trong đời sống của con, biến con trở nên một người sống tràn trề phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu bạn làm công việc đó, chúng tôi xin chúc mừng và xin liên lạc với chúng tôi hoặc với người bạn đã giới thiệu cho bạn cái bài giảng này, buổi thờ phượng này, và để chúng tôi có thể biết và chăm sóc bạn trong bước đường mới theo Chúa. Chúc bình an. Amen.
Trong thời giờ này, những con cái của Chúa ở trong hội thánh cũng như đang ở trong phòng thờ phượng với chúng tôi, anh chị em có những nhu cầu đặc biệt, xin Chúa Ngài ban phước trên anh chị em, xin nhắn tin cho chúng tôi biết để chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em, hoặc là giữ anh chị em trong sự cầu nguyện của chúng tôi, trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Xin Chúa Ngài ban phước ở trên đời sống của anh chị em một cách dư dật luôn. Cha kính yêu, con nhân danh Chúa trong thời giờ này và chúc phước trên các con cái của Chúa, các anh chị em chúng con ngay trong thời giờ này đang cùng thờ phượng Chúa và hỏi lời Chúa với chúng con. Nguyện xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em. Nguyện xin Chúa làm ơn cho anh chị em. Nguyện xin Chúa ban sự bình an cho anh chị em. Anh chị em được bình an, được bảo vệ trong ơn của Chúa, bước đi trong phước hạnh của Ngài, khi ra khi vào được giữ an toàn trong ơn của Chúa, trong ơn của Chúa. Để anh chị em sẽ được phước của Chúa và làm nguồn phước cho muôn người. Lạy Cha dấu là đấng thấy hết mọi nhu cầu của chúng con, xin đáp ứng nhu cầu của từng anh chị em chúng con, những lời cầu nguyện chưa nói lên được, xin Chúa đáp ứng như lời của Chúa đã xác nhận với chúng con, lời chưa đến ở trên miệng chúng con Chúa đã biết hết rồi, xin Chúa đáp ứng, chữa lành, giải cứu, ban phước, thêm sự vững chắc tinh thần anh chị em, và nhất là Chúa giáo ban cho chúng con một sự đối khác công chính của Ngài một cách mãnh liệt càng hơn. Chúng con ngợi khen Chúa, chúc tụng Ngài. Cảm ơn Chúa vì tình yêu của anh chị em chúng con đã bày tỏ với chúng con. Nguyện xin Chúa Ngài làm thành, cứ tiếp tục sức giàu ban ơn để chúng con được phước của Chúa và tiếp tục làm nguồn phước và gây dựng, khích lệ anh chị em của chúng con. Chúa Ngài cũng làm cho từng người như vậy, Chúa giấu, để anh chị em của chúng con có thể sẵn sàng để khi cửa mở, chúng con có thể đến với người lân cận, đến với những người thân thương của chúng con, làm nguồn phước cho họ bằng cách chúng con san sẻ hy vọng phước hạnh của Chúa cho nhiều cuộc đời. Chúng con cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước trên anh chị em, ở cùng anh chị em, sự bình an của Ngài kiểm soát đời sống của anh chị em, gìn giữ anh chị em. Chúc bình an, Shalom. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi nhóm tới của VBC của chúng ta.